pitch them up. Lay people working hard and assisting them as if it's the temple is, if they take the temple business very seriously, and the mind is set on helping support the cultivation. It's wonderful. If some of you sacrifice your time and your and make the effort to come and quietly support the people's practice, which is very commendable. And so she wants to read and she wants to express her appreciation for that. And I also want to thank you as well for supporting our cultivation. Cultivation has two aspects. You need the cultivators and you need the Dharma protectors as well. You need both. Tu hành phải cần hai cái phương diện. Phương diện là tu, người đồng tu với người hộ pháp. The Dharma protectors are the ones who sacrifice their time and make the time the effort to support the cultivators. Những người hộ pháp là họ hy sinh cái thời giờ của họ để làm việc, để giúp đỡ trong thời gian Phật thất đó, để những người mà tu hành trong Phật thất có thời giờ mà tu được. Okay, so that for that I really appreciate. He says that you believe in what we're doing, and you believe that it's doing a little bit of good to society. Có nghĩa là sao? Tôi cảm ơn là vì nó an ủi một tí, là mặc dù mình ít người tới, nhưng mà mình cảm thấy là có một số người nhỏ họ cảm thấy là cái việc tu hành chúng ta có lợi ích cho xã hội, cho một cái lợi ích nào đó, họ tới giúp đỡ và ủng hộ chuyện đó. Thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ tới vừa ủng hộ vừa tu. Ok, rất là tốt. Alright, anything else? Có ai muốn nói với bạn những điều gì khác không? You wouldn't believe it. The first time that I came to the temple and organized a 2-day Buddha recitation, 2-3-day Buddha recitation. I was asking myself, who's gonna hit the wood fish? Who's gonna hit the bell? Who's gonna cook? Who's gonna serve the food? Who's gonna clean up? Lúc cái năm đầu tiên tôi tới chùa này, chùa của sư cô Thăng Đường này, thì tôi tổ chức xin phép tổ chức cái hai ngày niệm Phật. Thì nó phải ngồi phải suy nghĩ là ai sẽ nấu ăn, phải có bác nhà thân hương nấu ăn này, quả ngân tới giúp này. Xong rồi bác sẽ bỏ nhà mới đi, bỏ mấy thằng con trai ở nhà nấu trước cho nó ăn, xong tới để mà nấu cho chùa. Xong quả ngân phải dọn dẹp tặng luôn. Quả ngân đó, nấu ăn nó phí phạm. Tôi còn nhớ cái chuyện đó. Rồi có người đi dọn đồ ăn này, rồi mà có người phải có người quét sân quét nhà, có người là mình biết ai sẽ làm ai hết, đó là mình không biết làm sao mình tổ chức cái khóa tu bây giờ không ai. Bây giờ tôi là cái chỉ tổ chức xong chỉ ra đâu ngón này, không dễ sướng dễ sợ, có người từ đầu hy sinh để mà lo làm việc thì bộ pháp nhiều dễ sợ. So back then 2 years ago I had to worry about this issue. Now I just worry about organizing, concentrating on the cultivation part itself, helping you cultivate. And now people are just volunteering to help out. It's wonderful. So I appreciate it. And they'll come up with you. I need that. Okay. Any other questions? I thought we don't want anything either. No. It is truly. It's truly to got to the point where I'm proud of the fact that our temple would have these events to assist people in cultivating. That's what we do. Thành tôi rất hạnh diện là khi vì tin vào cái chuyện mình đang làm với chùa này, lâu lâu mình sẽ tổ chức một cái bài khóa tu nhỏ như vậy để giúp người khác tu.
này những ngày qua tôi nói đó là thì bây giờ cái pháp tu này, cái pháp tu mà đại thừa này có một vài chỗ xứ này áp dụng được thôi, sử dụng được thôi. Like I said last night, this particular Mahayana Dharma door of the Four Chi and the Chan Chi, our temple is like one of the three remaining temples, two temples in this country I know of that really, really make it available. And it's not possible unless we receive enough support. Nó được tổ chức là tại vì chúng ta đã được sự ủng hộ rất là tốt. Okay. We receive a lot of protection. Chúng ta được bảo vệ để mà tu, được tới giúp đỡ để mà tu. So we receive protection to cultivate. We receive help so that we can concentrate and cultivate. The objective of these events is just to cultivate, period. No other, nothing else. Mấy cái khóa tu này có một chuyện thôi, là chỉ tu thôi, không có làm gì hết. And I hope that we may be able to continue this way. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục làm có những khóa tu như vậy. Because I feel that when I talk to my colleagues, tại tôi nói chuyện một cái vài người khi mà hội nghị của tôi, họ nghe tôi kể chuyện là khi hạ cái thiền thất vừa rồi mình có 50 người tới ở hình như cả gần cái tuần rồi. So for example, I told one of my colleagues that the last Chan Chi we had like 50 people, close to 50 people coming to participate for almost for several days. And so I was told, so you made a lot of money, huh? That's a lot of money. I said, no, we don't charge money for cultivation. He said, huh? How can you be that stupid? Người ta mới nói tôi như vậy chắc là thâu được bao nhiêu tiền. Tôi nói tôi lấy tiền. Mình tu là tu thôi. Giúp người ta tu thôi, chứ còn không có chuyện không thì làm tiền với cái chuyện tu hành người ta. I said, I want to help people cultivate because I find these people who want to cultivate rarities. I want to help them. Okay, it's not about making money. We have enough to support our cultivation. So every now and then we have these events to help others cultivate. Chúng tôi á có đủ sự ủng hộ rồi để mà tu hành rồi. Thành chúng tôi biết ơn cái đó. Thành lâu lâu tổ chức những khóa tu như vậy để giúp những người khác tu. Okay, and I hope that we can maintain this kind of spirit where we just encourage people to come and cultivate and not worry about worldly pursuits. Anh hy vọng mình có thể tiếp tục làm như vậy được. Có tổ chức những cái khóa tu như vậy, mình tới để mình tu thôi. Mình không cần lo những cái chuyện thế gian khác gì, phải lo này lo nọ, tiền lo bạc, lo lợi tức, lo danh, lo lợi, lo nổi tiếng, lo thần tiên, những cái đồ đó, đồ những cái đồ thế gian nó có gì cái quan trọng không, phải lo nó làm gì. See all these reputation, all these crowds or the money. Personally, I'm not interested. Why not? Because I don't get much joy out of those. My real joy is from cultivation. Tôi là cá nhân tôi không màng những chuyện đó. Tôi không màng nhiều người tới, tôi không thích nhiều người tới, tôi không thích phải làm tiền, tôi không thích thâu được nhiều tiền. Tôi không thích được nhiều người biết nổi tiếng, tôi giỏi là mình là dân chân tôi ở ngoài cái người Việt Nam, nhưng nhiều cái chữ chân tôi rất khó chịu cái chữ đó. Tôi chân tu là ai, chân tu tôi chắc chắn phải là chân tu, mình chỉ muốn tu thôi. Mà tôi còn mấy cái chuyện mà thế gian pháp đó, danh lợi nọ, đối với tôi nó chả cái gì thích thú nhiều lắm. Thích tu nhiều, cái tu nó khoái gì cũng nhiều, nó thích thú nhiều. Phải kim điện tôi thích thiên hồ ngồi đến tiền thấy tay nó dơ nó hôi mất vui.
cứ nghĩ như vậy, với tiền làm gì? Phải đem nhiệt bỏ cho bạc mình. Ok, ta nói lâu á, có cái gì biết không? Cái có thế gian pháp, ta nói bây giờ mình hô hào, mình nói thôi bây giờ mình người ta mấy chùa khác ra vào, ta sẽ ta đề nghị đến cúng cho chùa, mọi người cúng chùa bao nhiêu tiền mỗi ngày, ok, vừa ở vừa tu vừa ăn uống quá rẻ rồi. Vì nếu mình sáng á, chùa mình sáng á, mình lấy tiền ra mình cho chùa khác, rồi mình cho xã hội, mình nói là cái chùa Bảo Ân này xin cúng cho cái sở cảnh sát 10.000 đồng, xin cúng cho cái chùa Khánh Anh bên Pháp để những người mà họ đại giới đạt đó 35 bao gạo, đúng không? Thì mình đâu có giữ tiền đâu, mình chỉ thâu tiền ra mình cho cái khác, hả? Làm cái gì? Quý vị muốn cho cái gì được tự động cho, tại sao tôi phải cho rồi mượn danh cái chùa cho làm cái gì? Thay vì quý vị lấy cái tiền đó trả cho chùa, mình lấy cái tiền đó cho cái chỗ khác nó cũng chừng đó thôi. Cái gì cho cái gì còn người ta biết ơn cái gì, còn chúng tôi là muốn biết người ta biết ai chúng tôi là gì hết. Ok. Alright. Yes. We need to add more plaques. Mommy. What? Is it too late to add more plaques? Who said? I'm asking. Do we need to add more plaques? No, is it too late? Is it too late to add more plaques? Yeah. No, it isn't. The plaques will be valid for the entire week. Okay? That means we're willing to share. Okay? Some people have a hard time making up their mind. They say, I don't know about these people. Like, 10 people in the temple? My goodness. What kind of 4G is this? Okay. So you can't blame them. People are attached to its appearances. It's understandable. But if the people who maybe got something out of it eventually, maybe they change their mind, they wanna get some benefit, they wanna benefit someone else, we should be able to keep an open mind and help them out. That's not a problem. Okay? Anyone else? Anh thắc mắc gì khác không? Alright. Alright, then we... Yes? Okay, yes, go ahead. Thưa Thầy, cho con xin đại tạ ơn đỡ tư giả. Con tạ ơn sư con. Đang chuyện gì? Thưa Thầy, con nghĩ cái ơn của con lượng đối với chùa này rất là đẹp lớn. Và con thì không nói gì, nhưng mà đối với con thì nếu mà không có khổ thì con nghĩ con không được tới ngày mà ra để dự cái là buổi lễ này. Những cái buổi lễ mà Thầy đã tổ chức, thứ nhất là con xin hướng dẫn con những cái thời gian vừa qua, và
những cái chương trình vô phát đạt cho những cái buổi lễ, cho cái chùa được suôn sẻ và ai cũng làm được và tiếp được để cái chùa nó trụ lễ để tu học trong những cái thời vừa qua. Con không biết nói gì nữa, nhưng mà cái mong đợi của con không ngại, con muốn nói mà bây giờ cái thời gian này hiện tại con xin lại tạ ơn người thông tin này. Dạ, để con xin tạ ơn thầy. Chúng hôm nay con cũng xin vì trước Tam Bảo, trước mà con xin cũng tạ ơn thầy đã quan hỷ cho con về đây tham dự Phật thất. Tuy rằng không được tròn vẹn một tuần, nhưng mà đối với con có mấy ngày rất là lợi ích. Thầy quan hỷ chứng minh cho con lãnh lễ thầy ban lễ để tạ ơn thầy, và con cũng xin nhớ ơn và xin hằng lượng cùng sư Như Hương, sư Hiền Nhã, quý sư rất là hoan hỷ quen thăm con đến ở đây để con tham dự Phật thất. A Di Đà Phật, con xin hết thầy hoan hỷ cho con lãnh lễ thầy ba lễ để tạ ơn thôi. Ok, lễ Phật ba lại được. Như là Phật kính bạch thầy, hôm nay là kết thúc cái khóa tu Phật thất, ngày mai thứ bảy, ngày mốt thứ nhật, sẵn thấy con cũng xin thầy cho phép con vào đây tham dự hai ngày cuối tuần, sau đó con về lại Bắc Kinh. Ai đi được Phật, thầy quan niệm cho con được xin phép. Chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, quý vị sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng, trước hết là con kính lời lễ con tạ ơn, mà con không biết có một cái như là một cái gió lành nào đưa con đến đây để mà con được hưởng những cái pháp của sự chỉ dẫn, nhất là cho con hiểu biết thêm về cái đường lối giảng sanh, nó là có những cái gương sắc đặc biệt hơn mà khi mà con đã học qua mấy chục năm. Yeah.
cái ấm bao dung của thầy để mà con làm tư lương cho con ở trong cái cuộc đời còn lại ở trong cái cõi ta bà này. Dạ, cách đây cũng chừng ba tuần lễ thì có một cái thầy đó, mà thầy này đó là trụ trì ở bên cái chùa ở bên Sa Tổ. Thì con biết là từ hồi lúc còn thầy còn nhỏ, hai tuổi mấy, đi vào cái chùa của con mà mẹ dẫn đi rồi đi nhiễu, mỗi lần đi niệm Phật nhiễu xung quanh thì thầy đi đứng phía sau. Mà bây giờ đó thì thầy cũng được ở 31, 32 tuổi thì rồi đó. Thì thầy cửa bà mẹ mới phát hiện được, thì con ngoài cũng biết nghe mấy con ở bên đây mới nói thì cho biết được thầy có đến nói để mà tỉnh mà xin thầy ở đây con phép con đi qua để giúp giùm thầy đó, không có thời gian thầy phải đi qua bên Đài Loan thắng con hướng dẫn chúng lúc mà thầy đi lắm con có xin thầy thì thầy có hứa cả để cho con đi. Thành ra ngày mai là buổi rồi ngày mốt ngồi say buổi sinh nhật đó 4 giờ đó là con rồi là ở đã bàn rồi để con có sẵn con đi qua bên xe bò con xin phép trước là con xin nói chẳng với thầy đi sư và thầy với sư cô và cùng lòng là để thầy chúng thời gian đó con cứ lễ vắng đến ngày vé máy bay thì tới ngày 29/8 thì con đi trở về đây đi chơi vui vẻ con cũng không biết chơi nhưng con cũng là một sự luôn. Được, có gì nữa không? Có sắp hối gì nữa không? Con đã có làm thì làm, sắp hối mà. Nào là thấy sai chỗ nào thì sắp hối sau vậy? Con không biết được. They talk a lot about a lot of nonsense. It's sort of their personal appreciation for their what they got from the temple and so. All right, so it's really not back and forth to the pastor. But thank you for your patience. Anything else? Có ai thắc mắc gì khác không? Shall we talk now? We're not the Pháp, huh? Yes. Slide 364. This concept here we've been talking about is distinctive feature of the skill and dharma with Amitabha is that you're able to carry your karma along your river. Pháp bản sanh của ngài A Di Đà rất là hay, tại vì mình đi theo phương cực lạc thôi, quả của ngài thì ngài cho phép chúng ta đem mấy cái nghiệp tới đó để mà bản sanh. Có nghĩa rằng là những cái người mà chưa đắc được giải thoát còn nhiều cái nghiệp không chưa giải quyết được thì có thể đắc cái vãng sanh qua bên kia để mà tu bên kia có cái cô có một đời mới. So those of us who still have a lot of offenses, who have not have a lot of obstructions, have a lot of undesirable characteristics,
we are still able to bring all those karmas along with us, past karmas along with us for to rebirth, so that we have a new chance. When you get to the Pure Land, then we'll be able to cultivate without any obstructions. Khi mà quý vị đang đối nghiệp và sanh qua bên tiên phương cực lạc thì quý vị có quyền có thể tu hành bên kia, bởi vì những cái nghiệp cũ nó không có cản trở quý vị được nữa. All this past karma that you have accrued so far will not be able to obstruct you, obstruct your cultivation in the Pure Land at all. Okay? And because of that feature, the king heard about it and he was skeptical about the concept of bringing your karma along your rebirth. So he so he asked a monk about that. He said, I like the concept of rebirth to the Pure Land, but I find it hard to believe that you can evil people can bring the evil stuff to the evil to the Pure Land. How's it possible? Doesn't seem to be fair. How is it? Good people cultivate, good people deserve to obtain rebirth. But evil people, why should they be allowed? Why is it possible? So the monk replied, a huge rock would sink to the bottom of the water. He dropped in the water, would sink. And the king said, of course, that's for sure. And so the monk then said, if the rock is placed on a boat, would it sink then? The king then had sudden awakening. He said, yes. So what he means is that the rock represents the evil people with a lot of baggage. If they are able to hop on Amitabha's boat, then they can escape the sea of suffering. Thế thì một cái vị vua nghe nói về quan niệm về cái đới nghiệp vãng sanh thì nhà vua hơi thắc mắc. Vua hỏi, nếu người tốt thì xứng đáng vãng sanh, còn tại sao người xấu với người ác, tại sao họ lại được cúp tiền vào sao? Xong nó vui như vậy. Họ phải đọa, cái họ đắc được mà sao? Thì người vua tới hỏi một cái vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo nó hỏi ngược lại, hỏi là nếu như mà lấy cái hòn đá thật mà lớn thả xuống sông thì đương nhiên nó chìm, phải không? Người vua nói đương nhiên nó chìm thôi. Thì ông thầy nói nếu như mà để hòn đá trên cái thuyền, cái đòn, người Việt như Huế gọi gì, cái đòn hả? Đòn có ai hiểu này, người Nho có hiểu cái đòn là gì không? Đi điện không hiểu? Hiểu hả? Đòn, hiểu không? Đòn, cái đò đó biết không? Có không? Việt Nam có chữ đò không? Có, đò là đưa qua cho đại, còn ghe thì nếu để cái cục đá đó, cái tảng đó trên cái ghe á thì nó đâu có chìm đâu. Thì cái nhà vua mới chợt hiểu, cho nó đúng rồi, cái tảng đá nó tượng trưng cho cái những người ác, người con người nặng nghiệp rất nhiều những nghiệp hành đấy. Thì nếu để trên cái thuyền của ngài A Di Đà Phật thì đương nhiên không có chìm mà sẽ được chở sang sông, sang cái biển sang sông. Đó là ý nghĩa của đới nghiệp vãng sanh. Cái đới nghiệp vãng sanh nó xảy ra được là tại vì mình nhờ cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật giúp chúng ta, kéo chúng ta, tiếp dẫn chúng ta vào bên kia. So the concept of the carrying the dharma for rebirth is based on Amitabha's spiritual power. He recognizes that we have a lot of baggage. All of us have a lot of baggage. Not only evil people, but good people as well. Sự thật đấy, biết không? Chúng ta có nhiều hành lý lắm. Người tốt cũng có rất nhiều hành lý, người xấu cũng có rất nhiều hành lý. Ai Di Phật công nhận như vậy. Because the fact of the matter is that even though you feel yourself you have a good life this lifetime, but who knows about what kind of person you were in a prior lifetime? You could be a very evil person. All those are part of your karma, part of your baggage. Quý vị đừng tưởng ngày nay cứ nói là ngày nay tôi sống đời đàng hoàng, tôi đời sống là tốt, tôi chết một cách thoải mái, thanh nhàn, dễ nhàng, nhẹ nhàng như thế.
đêm sau cái gì biết là cái gì biết là cái đời trước cái gì là sao, nhiều khi đời trước cái gì là đại ác, đại gian đại ác sao sao biết được. Thành những người tốt người xấu, ok, cũng cần phải có phân biệt thiệt ra người tốt người xấu, để có rất nhiều hành lý, để có rất nhiều cái nghiệp vụ. Thành ra người tốt người xấu đều cần phải được giúp đỡ, có cái cơ hội để mà vãng sanh. And therefore, all evil, both good and evil people need to receive knowledge to obtain wisdom. That's what Amitabha is about. Đó là cái bản tính của cái đại nguyện của ngài A Di Đà Phật. Ngài nói là những người quý vị tín của tôi, tín Phật pháp của tôi, thì tôi sẽ giúp họ đối nghiệp bản sanh, để giúp họ giải thoát. So Amitabha is about of carrying your karma along with your rebirth. Basically, means that he says, if you believe in me, you believe, and you want to be to go to my pure land, then I will enable you to bring along your past karma and give you protection to cultivate in my pure land. Okay. Any questions? I think my pick up. Okay, no questions? Yes. About carrying a karma along river. The patriarchs also reiterated that if you recite the Buddha's name, you practice the Pure Land Dhamma Door, you can certainly carry your old karma to rebirth. Các vị tổ sư đã nói rõ ràng, ngài nói nếu như quý vị niệm Phật, nếu như quý vị tu pháp môn tịnh độ, thì quý vị có thể đem những cái đới nghiệp, cái nghiệp cũ đó, mà vãng sanh. But the new karma you cannot, nhưng đều những cái nghiệp mới mà quý vị cũng thể được cái hạn như. But the new karma you cannot. What does it mean? It means that before you understand about the Pure Land Dhamma Doors, okay, the Pure Land Dhamma Door, it's okay. We accept it. We accept that you made mistakes because you didn't know any better. So you can be the Buddha allows you to carry those old karmas with you. But once you understand the Pure Land Dhamma Door, once you understand Buddhism, then you should stop creating offenses, because the new offenses you cannot. You're not able to bring along with you. Tổ sư nói là những khi mà biết tu rồi, biết Phật pháp rồi, biết bát bản sanh rồi, thì đừng có ý lại, mà cứ tiếp tục mà tạo nghiệp mới, rồi cứ ý đợi bản sanh. Okay, mấy người đó không được bản sanh đâu. Okay, very important to keep this in mind. This is what the patriarchs are admonishing us. Đây những vị tổ sư nói nhắc lại chúng ta, nhắc tuồng chúng ta rất rõ ràng. Ok, nếu quý vị sau khi biết tu rồi vẫn cố ý phạm tội như thường, tội tạo nghiệp như thường, thì sau này rất khó mà vãng sanh. Let me emphasize it for you. Basically, the patriarchs are saying that if you understand right and wrong, and you choose to do wrong, you choose to create offenses, it makes it very hard for you to obtain rebirth down the road. Thành ra, tổ sư nói rõ ràng nếu quý vị cố ý mà phạm tội, thì trong tương lai khi quý vị chết, rất khó mà đạt vãng. Okay. So therefore, you should not one hand recite the Buddha's name, and on one hand you create offenses, and telling yourself that you will obtain rebirth anyway. Because if you have that kind of mindset, okay, at death time the obstructions will arise, and you will not be able to obtain rebirth. Nhớ như vậy,
đừng có ý ý mà nói rằng là cái ông cái chùa này là nói là có thể giúp tôi vãng sanh, mình tới thỉnh pháp vãng sanh xong rồi về mình sao mình bậy bạ. Cái gì làm như vậy chứ nữa, thì mặc dù cái gì có phước vãng sanh chứ nữa, khi cái gì chết cái gì sẽ bị cái chướng ngại nó tới không cho phép cái gì hưởng pháp vãng sanh. Chẳng hạn như cái gì chết mà máy bay nó rơi xuống trong rừng khoảng 49 ngày nên khám phá không biết nó tìm được cái xác, thì sau 49 ngày nó trễ quá rồi ráng nó chịu. Ok, so it's important to keep that in mind that you should not abuse the dharma so that you can go and create offenses. Nhắc cái gì biết, đừng có ý lại tầng bảy, đừng nghĩ rằng là tôi có pháp vãng sanh này rồi là tôi chắc chắn sẽ đi được kiếp này, không chắc đâu. Tại nếu cái gì có cái tâm như vậy đó, ok, thì lúc mà cái gì chết mặc dù có phước vãng sanh nhưng đều bị chướng ngại không cho phép cái gì dùng cái phước vãng sanh. Yes, dạ vâng. Con biết tu, con cũng biết Phật pháp vậy, nhưng mà con ở nhà lo cho con cái con nấu mặn rồi, cái này có tội không thầy? Bác này hỏi cho rất nhiều người phụ nữ khác nữa. Lo cho gia đình, lo cho gia đình, nấu ăn cho gia đình. Mỗi ngày đi rửa con vịt cắt cổ. Đâu có. So she asked a question. She asked, so what I just said is that I cannot keep on creating offenses. But I cultivate, I'm hoping for rebirth. And I take care of my children, my grandchildren. Every day I cook for them. So I cook meat and fishes and birds. So. And crabs and shrimps and lobsters. Very good dishes. And then I serve them with a glass of Chablis and rosé. Is that a problem? And I said, ooh, big problem. Tương lai mắt đi có giảm sanh không? Không, sao? Hả? Không sao. Phật con sinh sống khó thì cái này. She says, is that a problem? I said, it's okay for you. I don't know about the other people. Đừng nói là thầy đừng nói cho phép tôi nấu mặn cho người khác. Giờ nó đi làm đồ tệ, đi làm đi ra tìm ăn nấu tại vì lấy người mấy người đầu bếp không mấy thì mình tìm mặn nhiều tiền. Cash 5,000-10,000 đồng tiền cash mỗi tháng lương đó, giàu lắm. Thằng lo đi làm đi nấu ăn, nấu thịt, nấu cá, tại vì nó là nấu thịt nấu cá sao mấy người đó chắc chắn sẽ liên được còn bạn thì cứ thay cho bạn đó. Trình hợp cá nhân mỗi người chứ mà con nói rộng được bây giờ. I said I want to make sure you understand I'm not making I'm not generalizing. It's an individual case. For her, it's different because she's too old to do anything else now. If she doesn't cook for her children, who's going to take care of her? This is what grandma is supposed to do. Supposed to cook for them. Tội nít bà phụ, mà ở nhà phải nấu cho con cái. Alright, so I make an exception. I will allow her to continue to cook for her children and grandchildren. I will still try to help her, okay, rebirth this lifetime. I don't see any problem. But it's individual cases, basis, it's not general, it's not meant to be a general thing. Anyone else wants to talk about the cooking meat and veal?
goals. Rồi ai muốn thương lượng về cái chuyện nấu ăn mặn nữa không? Yes, yes, honey. Well, if your family is not vegetarian, and you cook meat for them like a holiday, but you don't eat it, is that okay? Mean you cook it? If I cook it. Remember, girl. We're talking to each person here. We're not talking in general cases. You have to make a case for it. I'm saying if I cook for my family meat for a holiday or coming to dinner, and I don't eat meat, of course, or fish, am I creating a festival? Do you taste it? No, I do not. You don't? How do you know it's good? I can tell. I cooked long enough, Masters. I can tell if it's all right or it's not. Okay. Are you vegetarian or you eat meat? Of course you're not vegetarian. Who are you talking to, me? Yeah. Of course I'm not vegetarian. You're silly. I'm not trying to say I'm exceptional. Okay, I'm not the exception. Okay, you say. And I have another question. It's not about eating food. Yeah. It's pretty serious. If a person takes their own life, and it's happened a long while ago, is there anything, is a rebirth flag? Yeah, but they take their own life, they are false. Chances are that they are miserable. Very miserable. It has to do with the state of mind. The state of mind, personal soul. Confused, they would take their own life. What else is more precious than your own life? You take your own life. Okay, that kind of mindset, they will fall. What is this, mommy? All right, có người khác xin nữa đang nghĩ nó là tôi nấu ăn cho con cháu thôi nữa. Okay, Ruching has a request as well. I don't think we have enough time tonight for this. There's a lot of women here. Grandma's. Yes. 那么吃一点那个东西的时候，他就没有那个气整个低度了。这么想，那这样吃的时候会不会犯戒，老师？ I don't get what is her problem here. I know she's not feeling well every now and then. What? Oh, egg white? There's nothing wrong with alcohol. She's safe. Caught her again. You see that? No. Wow. Some people are just so gullible. Yes, if there's a liberal wine, then you break the precept. But it's a minor precept. The wine precept is a minor precept. It's repentable. 可以忏悔. She says that every now and then I feel very bad.
And I feel very cold. And I can't, nothing works for me except for a glass of wine. You know, I hear soft stories like this every single week. Never mind. When you go to the Pure Land, don't tell Amitama, I said. I'm in big trouble. Nói cho bà biết là nhắc nhờ bà nó tin mình qua đây mình được lạc, đừng nói cho Phật A Di Đà biết. Vợ tôi là chết. Okay, next, yes Thomas, what's your problem now? In the Pure Land, is your memory supposedly continuous with your previous life or more than one life? Yeah, we will eventually have the spiritual penetration. We will remember all your... Eventually you have spiritual penetration. Eventually.
the thing about our lifespan here is so short. We work so hard to get spiritual penetration. Okay? And we lose it. When we die. And we have to start over again. You go to the field line, you work and you obtain spiritual penetration. They get stronger, they get better and stronger and better. It's just fantastic. No comparison. Over here, you have to hear spiritual penetration. You lose them because we have obstruction. Thì cái lời bên Tây Phương Cực Lạc, quý vị, nó khác ở đây tu cực khổ, tức là gọi là trầy vi tróc vải, ra được thần thông. Thì ra được thần thông phải rất dễ, nó mất. Tu được thần thông rất là khó, mà dễ, mất thần thông rất là dễ. Dễ không được, quá dễ. Tại sao như vậy? Tại đây cái nhiều chướng mà nó chướng lại nó nhiều quá. Thành có, mất thì có, mất thì đi đều. Còn bên Tây Phương Cực Lạc, quý vị có một cái rồi, nó không bao giờ mất. Tại đâu có ai mà phá gì nữa đó. Tại vì cái sướng lắm, nên chưa là tu hành thuận tiện để sao. Mấy gì khoản. Ok, anything else? Ai thắc mắc gì khác không? It's 9 o'clock. Final question. Last call. 9 giờ rồi. Có ai. Let me wrap it up. So remember, do not, please. This is the point of this slide. Cái tấm này cái chú ý là như vậy này. Okay. Please don't worry about making minor mistakes. Nếu cái gì mà làm nhiều không có ý tạo thì không sao hết. Okay. Because the Buddha is not going to blame you. I hope. I cannot speak for him. I speak for myself. Okay. We make mistakes, and I understand that. But for you to intentionally create heavy offenses, you have a hard time obtaining a rebirth. Quý vị nhớ, nếu mình phạm tội mà không cố ý thì không sao, hoặc phạm mấy tội nhỏ thì không sao, tại vì ai cũng có làm tội. Nếu quý vị cố ý mà phạm những cái đại tội thì tôi thành thật nói khuyên quý vị suy nghĩ lại cho kỹ đi, đừng có hỏng quan trọng. I'm reminding you, if you intentionally violate, commit the heavy offenses on purpose, okay, for whatever reason, whether it's for gains, for your, for whatever, whatever the motives you might have, I assure you that you have a hard time obtaining rebirth. Beyond me. Tại vì tôi nói quý vị biết á, là sức tôi có hạn. Nếu quý vị cố ý phạm những cái tội mà tày trời thì đừng có hòng bản thân đâu. Tại vì tôi cũng chịu, tôi cũng bỏ phải không cách nào tôi gửi cho quý vị. Ok. Alright, anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Nếu mà ai phạm vào một cái đặc tội tài trời thì sẽ không được tánh sanh, con xin thầy quan hỷ cho vài ví dụ cái tội tài trời là tội như thế nào cho nên. So what kind of heavy offenses? Ví dụ ngũ nghịch, the five rebellious offenses. You kill your mother, you kill your father, you shed the Buddha's blood, you kill an arhat, you destroy the Sangha's harmony. Năm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, phá cái hòa hợp tăng, hơi sân, hòa hợp tăng. Năm cái tội đó, quý vị khó mà bản thân. Hoặc là quý vị cố ý phá hoại
rất khó hoàn thành. Or you intentionally try to destroy Mahayana. It's very difficult to obtain mukha. Why is that? Because tại sao như vậy? Tại vì quý vị vừa cái pháp Phật pháp để quý vị đắc vãng sanh, quý vị lại cho một bên là muốn giữ Phật pháp để mà đắc vãng sanh, một bên thì phá hoại Phật pháp, làm sao Phật pháp giúp quý vị được? Phật pháp đâu có khờ như vậy. Because on one hand you say Buddha Dharma, please help me obtain rebirth because I know I need help, and so one side, on one hand you try to destroy the Buddha Dharma. Okay. You're destroying yourself. You're destroying the chance to help yourself. All right. Anything else? I could have much to tell her. Thập ác không được, dạ. Cái thập ác không cứu được, dạ. Cái ngũ nghịch khó cứu hết sợ, ngũ nghịch cái tứ trọng, cái tứ trọng tội, dạ. cái tám bên có mấy cái trọng tội, tám cái trọng tội, bên ông bên tam có tứ trọng tội, bên nhi có tám cái trọng tội, mấy cái đó khó cứu hết sợ, rất là khó cứu, một cái khó cứu nhất á, cái khó cứu nhất á, con cái loại người đó, cái hạng người đó họ nhất định là phá Phật pháp, hàng người cứu không được, cứu một, làm sao cứu được? Họ hại biết bao nhiêu cả cái Phật pháp này họ đem ra đây để cứu chúng sanh. Cái lý do mà có Phật pháp trong cái thế gian này là tại vì dùng cái Phật pháp để cứu tất cả những cái chúng sanh. Họ biết mình họ tới để phá hoại Phật pháp, để không cho phép cứu những chúng sanh khác, xem sao giúp họ được. Họ hạ biết bao nhiêu chúng sanh, cái tội nó nặng không thể tưởng được. Cái tội phá hoại Phật pháp nó còn nặng hơn cái tội ngũ nghịch. Thập ác nó còn nhẹ, còn tha thứ được. Ngũ nghịch đó còn tha thứ được. Tứ trọng tội có thể cứu được, còn có thể cứu được. Cái những người mà cố ý phá Phật pháp cực kỳ khó. Chẳng hạn hàng như tôi biết á, ngày qua tối qua tôi đọc một cái trên mạng có cái trường hợp có một người tăng kia đệ tử Ngài Tiến Hóa mà bây giờ đi ra là điều ra mà tôi là đệ tử Ngài Tiến Hóa rồi tôi dạy thà pháp dạy bảy trăm bạn dạy đồ trôi đồ râu đồ voi đồ trâu gì rồi xong rồi lầm tiền Phật tử rồi nói là mang mượn danh Ngài Tiến Hóa để được Ngài Tiến Hóa được mà nói là tôi là pháp chánh pháp nó tạo cái sự khó khăn cho bên đệ tử Ngài Tiến Hóa, thằng bên đệ tử Ngài Tiến Hóa là chánh pháp. Người này nó mà mượn danh là tôi là chánh pháp ra để làm tiền rồi để Phật tử nó bị mê muội, nó biết cái phân biệt gì chánh pháp, cái tạo pháp gì vậy, giải cái chữ chánh pháp mà mở miệng nó còn tôi là đệ tử Tiến Hóa, tôi là có sáu đời Ngài Tiến Hóa, tôi này là con núi lái. Cái đó là vì cái lòng tham, vì cái lòng tham danh lợi, vì cái mục đích gì đó đi làm những chuyện, cố ý làm những chuyện như vậy. Okay. Thì nó tạo khó khăn cho những cái người như Ngài đệ tử Ngài Tiến Hóa, người ta nói là làm sao để Phật tử có phân biệt được chánh pháp với tà pháp, như làm sao ta phân biệt được cái pháp Ngài Tiến Hóa với pháp của Phật Ngài Tiến Hóa. Cái đó là thiệt sự nó đang phá cái pháp của Ngài Tiến Hóa. Thì tôi hỏi cái gì, những cái người như vậy họ tới hàng họ tới họ hỏi tôi nó bây giờ thầy giúp tôi các bạn sanh, tôi nói tại sao tôi phải giúp ông bạn sanh, đó là tại vì thầy phải giúp tất cả chúng sanh, tôi nói tôi đâu phải giúp hết tất cả chúng sanh đâu, những người có những loại chúng sanh tôi giúp cũng được, những người mà tới phá pháp của thầy tôi, pháp bạn sanh tôi học từ thầy của tôi đó. Mà quý vị trước giờ chuyên môn bỏ cuộc đời cái gì ra để phá cái pháp thầy tôi, sao tôi dùng pháp thầy tôi cứu cái gì đó. Chưa chắc chưa đủ sức làm cái đó, sức tôi có hạn, có những cái tôi làm cũng được,
So what happened is that this hits the point home, because last night I was reading on the web and was reading about Master Srinivasa's disciple discussing of one of his disciples who left the DRBA, who now claims he's a disciple of Master Srinivasa and brings out his statue, his sharira's, and they say, okay, I'm his disciple, I'm teaching you the proper dharma, and he teaches externalist dharmas. He teaches a bunch of garbage. Chakras and all those externalist dharmas, I don't want to mention names and so on. And because if I describe it too much, then people know which person I'm talking about. I don't want to badmouth anyone in particular. I just want to say in general, this kind of case. So this person who would come to me and say, okay, so help me obtain rebirth. I've been a bad person. Help me obtain rebirth. How can I help you? My dharma I learned from my master. And you've been all you spend your life because of you seek after money and fame and whatever you want. But because of that, you destroyed my master's dharma, and my rebirth dharma is from my master. How can I possibly use it to help you? I'm limited. I can't. It's beyond my power. Okay, and it's sad because. Because people are frankly, I don't see how if you get all the money in this world, it's worth more than obtaining rebirth to the pure land. Thế nên thì quý vị, nếu quý vị là có hết tất cả những cái tiền, cái của cải trong cái thế gian này, cái đó nó không bằng gốc của cái phước của quý vị có để khi để đắc được vào. Tại vì cái tiền bạc cái gì có được, cái gì đâu có đem đi được đâu. Cái danh lợi, cái gì nổi tiếng ngày hôm nay, đâu có chết, đâu có đem đi được đâu. Chẳng có lợi gì cho cái gì hết. Vẫn hiểu được cái đó, lo đi làm chuyện tầm bậy không. It's so sad, I see it happening too much, especially people who supposedly understand Buddhism. Monks and nuns. Who's supposed to be practicing Buddhism, and they're so misguided. I can see why you want to get a house and get enough money to sustain the cultivation. But how can you be so stupid in destroying your the Buddha Dharma on purpose for your own gains, for based on your beliefs? And tôi không hiểu được cái những người mà người ta nói là tôi phải bỏ tiền, tôi bỏ tiền, tôi phải làm ra tiền, cải tiền Phật tử, moi tiền Phật tử để mà tôi trả tiền cái chùa. Ý nhất cuối tuần tôi có cái chùa, tôi mở cái chùa để người ta tới, ta lại Phật, ta cúng Phật, ta làm phước điền cho người ta. Chứ không hiểu cái đó được, chứ không thông cảm chuyện đó được. Tại vì họ còn có cái lý tưởng ở trong, còn thì giúp được. Còn có những cái loại người mà người ta nhất định là đi phá cái Phật pháp, người ta đi phá hại Phật pháp vì cái lý do gì đó, cái lòng tin của họ là cái gì đó, cái thù hằn gì đó không biết gì, nhưng mỗi người tự quyết định đấy. Rồi xong rồi cuối cùng tới nói Phật pháp là cứu cho tôi, tại vì tôi trước kia tôi làm toàn chuyện tầm bậy, không gì phải cứu cho tôi. Cái Phật pháp của tôi không có đủ sức làm cái gì đó. Ok, những cái người xuất gia, những người là đáng lý là mình xuất gia là để mình dùng cái Phật pháp để mình cứu nhân độ thế, chứ không phải dùng cái Phật để vào để mà phá cái Phật pháp. Và nên người xuất gia chúng ta phải tự hỏi cái hành động mình đó, nó có lợi cho Phật pháp, nó có hại cho Phật pháp. Cái đó là bổn phận của người xuất gia. So I remind all the left-wing people, we have to ask ourselves, our actions, our words, are they really, truly to benefit the Buddha Dharma and living beings, or is it to benefit ourselves? If it's only to benefit ourselves, before we benefit the Buddha Dharma and the living beings, we should not be left-wing people. Nếu quý vị mặc áo cà sa, mà
cái hành động, cái lời nói chúng ta là để lời cho chúng ta trước á, rồi mới là thứ nhất, rồi thứ nhì mới lời cho Phật pháp, lời cho chúng sanh á, thì tôi đề nghị quý vị không nên làm người xuất gia. Ok, mình không xuất gia làm người xuất gia, làm người xuất gia làm gì? Đi về hoàn tục đi, để mà ra làm tiền, làm danh, làm lợi đi. Chứ còn điểm cái thiên hạ làm gì, không ai bị điểm hết á. Cái tội nặng lắm, cái tội tại vì cái mình biết không, mình hưởng lợi được là nhờ cái pháp Phật pháp, có cái pháp thì tới thì mình giúp tôi chúng ta, rồi mình đừng quay lại hưởng lợi đó xong đi hại, đi hại cái Phật pháp. Cái hồng nào là vô tri, nó cái đó là quá dốt. Cái hàng người nó giúp làm gì? Okay. I want to close by this 40 by some positive words. The Buddha Dharma is wonderful. It's an ideal that we try to do good. Cái Phật pháp là có cái lý tưởng người Phật pháp, người tu cái người muốn đi giúp đời giúp người. And sometimes it's important to make such personal sacrifices so that we can help others. Nhiều khi mình phải cố gắng hy sinh cái tư lợi cá nhân của mình để giúp người khác, có thể giúp đời giúp người. Then to me, you have a chance to be successful. Then to me, you have your life is not in vain. Nếu như vậy thì cuộc đời quý vị nó còn có ý nghĩa gì? If your life is about indulging in yourself, nếu quý vị sống cuộc đời để mà tự thỏa mãn lên, I feel sorry for you. Nếu quý vị mà chỉ là muốn tự sung sướng cho mình thôi thì cuộc đời quý vị nó nghèo nàn quá, đáng buồn. It's so much more out of life if you become more generous and help others. Cuộc đời nó có ý nghĩa khi quý vị có thể có rộng lượng hơn một tí, bao dung một tí để mà có thể hy sinh một tí cái sự cái tư lợi của mình để giúp người khác. And that's the spirit of Mahayana, cái tinh thần mà đại thừa nó như vậy. Nhiều khi mình quyết định hy sinh tí xíu thì mình giúp người khác, chứ không phải là chỉ nghĩ mình đúng, mình cần biết người khác. It's not like we believe that we are right and we don't care about what others think. Sometimes we just have to say that we let go in order to help. Then you have a chance to obtain rebirth. Nếu quý vị làm như vậy thì còn có cái hy vọng vãng sanh được. Dầu uống rượu hoặc là nấu thịt cũng còn có cơ hội như thế. So you still have a chance to obtain rebirth if you like that. Even though you still drink alcohol and eat meat or cook meat or so. Okay. Anyway, thank you for your participation. Cuối cùng, cảm ơn quý vị đã tham gia. I'm most grateful for your participation. Tôi cảm ơn quý vị đã tham gia. I am very grateful for the Dharma protectors. Tôi rất cảm ơn những vị đã tới ủng hộ, những hộ pháp tới giúp đỡ chùa, giúp đỡ trong Phật pháp này. It's important because I can assure you that you made a big difference. Tôi muốn nói cho quý vị là tôi rất cảm ơn quý vị, vì đây là cái Phật thất đầu tiên mà tôi chỉ lo tu với Phật thất, tôi không lo gì hết. I must admit to you, I must confess to you that this is the first time
the first 14, the first Buddha recitation week, that I was able to concentrate on my work alone, and nothing else. And that's because I feel so blessed to be able to count on the rest of the people of the temple to take care of things. Tại sao như vậy? Tại vì cái tâm tôi biết, cái phần thất này tôi biết rằng là rất có nhiều người phát tâm muốn giúp đỡ cái phần thất này, muốn giúp đỡ cái chùa để cái phần thất này nó được viên mãn. Thành tôi mới yên tâm, tôi chỉ lo niệm Phật, tôi chỉ lo tu. Thành nhờ như vậy, thành nhờ như vậy thì cái phần thất này, cái không khí nó khác. Because of your support, the atmosphere of this 4G is entirely different. Okay, I'm very grateful for that. I'm very thankful because this is what our small contribution to society, to the community. Đây là cái công hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này của chúng ta với cái cộng đồng này, với cái nước này, với nhân loại. Okay, we should do a small share, which is give our best, the best we have to offer. Nên chúng ta cống hiến cho cái gì mà tốt nhất mà chúng ta có thể có được. Và is our rebirth done? Cái pháp bản thân chúng ta cống hiến cho cái xã hội này, cống hiến cho cái cộng đồng này, cống hiến cho cái nhân loại này. Mình chỉ tu cái pháp để ai muốn biết được người ta tới nó hưởng. So if we cultivate this rebirth down of ours, so that we give a chance for all the other living beings to come and get advantage of it. That's our contribution. Our humble contribution. That's our payback to society. Okay? Cái cống hiến nhỏ chúng ta để trả lại cái ơn của cộng đồng. Okay. All right. So thank you. I hope you come again. And we make it better and better. Thành tôi cảm ơn quý vị đã tới tham gia, tới giúp đỡ. Tôi hy vọng quý vị tới tu nhiều lần nữa. Và càng ngày càng tu càng thú vị hơn, có sự thành công hơn. Finally, let's be clear about the roles we have. Để nói cho quý vị rõ ràng, okay. Là cái vai trò của người khác nha. I hope that you become more user friendly. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tâm cởi mở hơn, muốn hoan nghênh người ta tới tu của mình nhiều hơn. Okay. Because even though I prefer the smaller group, but I will not push people away. Còn nhiều tôi thích cái nhóm nhỏ thôi, vừa thôi. Tôi thích đông đảo. Bác sĩ đâu có nhiều, nó làm tôi phiền não. Because the more people come, the more these people will tend to afflict me, and get me afflicted, and it's not good. But I don't turn people away. Nhưng để tôi không có đuổi người ta đi. Okay. In fact, I don't mind if you encourage people to make them feel welcome and help them understand about our quirks, the quirks of our Dharma. Tôi hy vọng khi vị càng ngày càng hiểu pháp, càng ngày tới tu càng lâu, càng hiểu là cái pháp nó có những cái uẩn khúc ở trong. Okay. And it's probably shocking to a lot of people to be that our Dharma is just quite different from the typical Dharma. Okay. Nhiều người tới, mấy người mới tới chùa, người ta thấy rất là lạ, có thể hiểu lầm, có nhiều người có sự không tránh được mà có sự hiểu lầm. Thành quý vị, I hope that you will open your heart and if you have a chance, if you've been here like sometime, you have seniority over here. You see new people coming. I hope that you will take the time and go and meet with them, talk to them, and try to find out is it what they want from the temple and what we can do to help them out. Okay?
Make them feel welcome. That's your job, it's not mine. My job is solve problems. My job is not to please people. Okay? I'm not interested in pleasing people. And I'm unanimous about it. Thầy hy vọng cái gì là cho bác được mọi người được cái màu đỏ này. Is the camera on? Danny, is the camera on? Okay. Camera. Feel better now. Cái công việc của tôi là tôi giải quyết vấn đề của tôi giải quyết việc tôi. Còn cái việc của công việc của vị là có thể giúp người ta rất là những cái gì mình hiểu là đại tu khá là một thời gian lâu rồi, khi thấy người tới người lạ mới tới thì khi nếu người ta có những người ta gặp những cái pháp nó hơi khác một tí, ok, chẳng hạn như ông thầy lạnh lùng dễ sợ. But what's different is that, for example, when they go to the Vietnamese temple, people are used to the monk and nuns being warm and make them feel welcome. Okay, and I can be as cold as ice. I've never seen it that way. Okay, or I can be very warm. You cannot tell. It depends on which side of the bed I get off on. Okay, so you cannot tell. So I'm erratic, and so. So you should help out, you should pitch in and help make them feel welcome, make them try to understand. Là cái gì thì giúp họ giúp đỡ thế mấy người tới thì giúp đỡ cho họ để cho nói cho họ sơ. You know, I will tell you this. I'm very happy with people coming here, walking in and sit for a few minutes, 5-10 minutes, and they leave. I'm perfectly fine with it. Họ tới thì họ ngồi vài phút, xong họ bỏ đi, nói cái chùa này không có nhiều cho mọi người cho tôi hết, đủ rồi. That's good enough. They planted enough seeds. Họ trồng chủng tử đủ rồi. Sau này họ sẽ được. Sao đấy? Okay. So if you can somehow do something to make them stay the longer they stay, the more good seeds they will plant. Họ ở còn lâu hơn thì chừng nào họ được trồng chủng tử nhiều chừng đấy. Đó là việc của quý vị, việc của tôi. It's not my job to encourage them to stay here, okay? It's your job, okay? It's a division of labor. You have to do something. Phải phải chia công việc ra chứ, bắt thầy làm hết thì cho thầy làm tay cho sể bây giờ. I can't do everything. Okay? So, Please try to help people and find out what we can do for them. Hỏi ta biết, nói chuyện ta biết, làm cái cởi mở, khuyến khích người ta để hỏi ta cần có nhu cầu gì mình có thể giúp được, mình giúp được. Okay. All right. Thank you. I see you tomorrow. Or you stay overnight? Cái gì ngủ là đêm này, chứ ngày mai mình tu tiếp thế này. No.